Tiền sập vườn nha. Rồi. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. Rồi, tới công chuyện. Rồi. Ở đây giặt lão ngoài, giặt lão ngoài. Dữ lắm nha. Trời ơi, rồi. Ông không giặt lăn rồi. Rồi, gãy răng không hết luôn rồi. Rồi, sập vườn luôn. Trời ơi, nhìn thương quá, thương luôn. Ôi, đừng bỏ chạy ra. Thôi vợ vừa quay á. Bữa nay là ăn gà không? Có tô gà đó chứ không? Gỡ với con bảy. Trời không ăn à. Đó là mấy người đó, ăn bức ngọt không? Ngọt gì vậy? Mà đổ má vừa quê quán quê không? Ngọt gì? Mà thở đi. Ai, trời biết cho má này trời khùng luôn không? Trời biết cho má này trời khùng. Mà trả đơn cơm nha. Hai đệ biết rồi đó, cá bảy biết rồi đó. Cô không vừa ăn. Cô không nói. Tao cháu tiền. Tao cháu tiền thì em ha tao. Tao dạy cháu lắm. Tao dạy cháu lắm. Này chơi, chơi. Cái kể nãy mày. Chơi tụi khắc nữa. Nó không luôn à. Cứ là làm. Có một cô hết trơn. Không có. Tại đại quá, ngon ăn tệ. Bước ca thì cay. Cây gà. Sao không? Sao muốn tại đâu không? Không bây giờ. Làm gì quánh ổng hoài vậy? Ổng thương ổng sao? Ổng thương ổng sao quánh ổng hoài vậy? Biết là bây giờ ổng cháy luôn á. Thôi mà có chồng đẹp trai gì mà ấy hoài sao được? Ghen mà. Ai ghen? Cái bụng ghen mà nội nè. Vậy đó hả? Ghen từ đâu á? Ghen hả? Cả đã bắt chồng mà. Trời ơi, nhìn thương quá, thương luôn. Thôi, đừng bỏ chạy ra. Thôi vợ vừa quay á. Vợ mấy á, lầm á. Đó, không có lầm. Coi cái đó nhà con đó nha. Không có lầm này. Má đi. Nó thay nhưng mà nó tao rồi chưa nói thằng này đó. Cấu không muốn nào. Cái đầu thằng đó nó dính này nó khác được. Tao. Tao quá. Lấy kéo tao tự cắt hả? Ờ có. Ê, dính làm. Dính nó cắt. Ta. Mà nó dính cái gì? Vừa ra là không là bị đanh hả? Ấy là đanh phải không? Chắc nó không gọi gì á. Gọi gối là hả? Gối. Đó là cho hấp dần có câu quá. Câu tính đi tu hả vậy? Còn tính đi tu hả? Tu chưa? Tu rồi nè. Tu đang có chồng mà tu cái gì? Tu hả? Có chồng gì tu cái gì? Tu cả tu với lắm chứ mà. Tu lắm. Tu. Có chồng đẹp trai đi tu ngủ vậy? Đi tu hả? Không có vợ khác rồi sao? Đi đâu là mình hát khóc cô gọn. Ờ khóc gọn đó. Gọn gàng nó đẹp tay cái nào, đẹp tay cái hay nào. Hai chồng đang nghỉ trưa hả? Để cho con vợ chưa cơm mà. Nằm chơi. Có hai con cuối được kiều mà. Đi đâu? Đi chợt đó. Đi chợt ha. Bữa nay chạy xe ấy ngoại luôn rồi đó. Chạy xe bữa nay chạy xe ấy luôn hả? Ấy luôn hả? Dạo mà nhà đi bán với số có thêm thu nhập á. Bữa nay bán được nhiều không chị Phụng? Dạ, 20 vé à. 20 vé hả? Nên được ghé bán rồi chứ không bán với lưng rồi. Ừ. Trời ơi chị Phụng có chồng đẹp trai quá trời luôn. Đẹp trai mà mở lì á. Mở lì á. Lì á. Giải mặt hoài. Mày giải mặt. Rồi. Ở đây giặt lão ngoài, giặt lão ngoài. Mày giải mặt. Dữ lắm nha. Giải được nha. Thấy em nhỏ con chứ dữ lắm à. Có không? Em nhỏ con rồi. Trời ơi, nó ăn cay mà là nó cứ quên luôn. Nương đó đó. Nương đó. Trời ơi, nó cái máy này. Nhà có con cao nè. Nhà con bị quá cạt nước trời. Các nhà là các nhà mình đây. Đang nghỉ ngơi vậy. Mưa cạt không có. Cái ra 3 triệu vậy đó, nhà ra đây.
Dạ, khổ rồi. Hoàn cảnh như vậy đó. Hoàn cảnh nặng vậy đó. Anh hiểu không? Đó là ở vô ngựa quen ăn cảnh chứ không có quen đâu. Ngựa quen ăn cảnh cho nó. Bà cô bác anh cho nó. Con đầu quá trời ơi. Hương không ấm cái đi. Không ngoài hả? Đâu có thấy đâu nãy giờ không thấy nè. Không ổn sao đâu. Trời ơi, rồi. Ông không giật lăn lăn rồi, gãy răng không hết luôn rồi. Sập giường luôn rồi. Quá dữ rồi, chị Phụng này quá dữ rồi. Ờ, quá thương luôn hả? Vậy có thấy thương đó, nãy giờ nghe nó thương mà không thấy thương sao chứ? Mẹ là nó đâu bỏ đâu. Bỏ hả? Cái nó cãi là mẹ chồng bấm á. Có không có nhà lận kiếm riêng đi lận cũng muốn đi nhà mẹ chồng, tại mẹ chồng quá sợ đi coi cái là mẹ kính đuổi rồi mà mẹ kính đuổi rồi mẹ kính cho mẹ chồng mình được kính đuổi rồi. Hồi đó thì sao mà hai người gặp nhau vậy? Ăn cháo bên cạnh. Ăn cháo bên cạnh nghe nó có mấy chục ngàn mà có được chồng đó hả? Hồi đó có mấy chục ngàn mà cua được 30 ngàn luôn. Đúng là duyên nợ à. Long phụng xung dày mà. Không? Đúng rồi. Mà sao em hỏi sớm này người ta gọi chị là chim sâu vậy? À, cho bé cơm bụng mà. À, vậy đó. Làm với thả lâm quá, làm thả lâm không quá. À. Đó mà cây là em mới tiền rồi. Em mỗi mỗi ăn ba bữa nè. Là có tiền hả? Ừ. Làm gì có tiền? Tiền đúng là tiền để cho người giúp đỡ mình á. Gì vậy? Gì quánh trời chồng đẹp trai mà đựng gì mạnh quá. Má nghe coi biết rồi, cục bò để ăn, le le mà ăn để ăn nữa. Nhưng mà tôi để dần đó, rồi theo còn một đống luôn kìa. Cơm chưa? Mới cơm xong rồi đây chưa ăn nè. Hai mà, nghe nói đó nè. Cái gì ơi? Mình chưa nói cái gì ơi? Rồi ôm là no phải không? No, no. Ôm là no. Ôm no. Không nói đâu. Nãy là nói em nói là ăn cơm không mà ăn cơm kè khó khăn mà kè im lên đúng không? Ừ. Có là cũng cảm với Phụng đây, cũng cảm đây. Không cảm đi ha. Ừ, có không cảm. Nói đâu, nói đâu. Ai khó khăn nữa. Ngày hôn ổng cỡ nhiêu lần à, chị Phụng? Không hoài là cỡ bao nhiêu lần, mấy trăm lần không? Không cỡ nhiêu đâu, nói cho khán giả biết coi, hôn cỡ mấy trăm lần. Không hoài vậy, có vợ không, không hôn hoài. Không có đeo mặt luôn. Rồi ổng có hôn chị không? Có, không hoài vậy. Vậy là hai người hôn qua, hôn lại, hôn qua, hôn lại hoài luôn hả? Không hoài à. Lúc nào không thấy ai đi qua lại là hôn ha. Ừ. Có YouTube lại quay, có hôn luôn ha. Không đúng. Không đúng. Nói là làm liền rồi. Đúng rồi. Tay bằng miệng, miệng bằng tay. Đã câu nha. Câu hả? Ai đừng cho bà con. Mày đừng cho bà con lình được ngã con nha. Nha. Nó mẹ đất á. Ba gỡ đi đó, gỡ đi miếng cái đó. Ôi ba, đó chứ Phụng có dòng đẹp trai quá trời luôn rồi. Còn lại mình chết cho không còn ai chứ. Mình nhớ lắm. Mình nhớ. Hôm nay mình nhớ luôn, không nhớ đâu. Mình nhớ. Mình nhớ. Mình nhớ luôn từ đó giờ luôn. Ờ, có chồng đẹp trai vui không chị Phụng? Vui lắm rồi. Vui hả? Vui. Ờ. Có chồng đẹp trai là vui phải không? Mỗi chị biết hát mà nào. Ông hoài luôn trời, sợ không đi gì ông hoài vậy? Mắc cỡ mà không cỡ nè. Ai mắc cỡ? Đó, nhảy đó. Nguyên nguyên kìa. Ông thích sáng đi, vừa mắc cỡ. Không nói gì cả. Đi qua sáng đi. Hôm sáng đi mà không không ngủ luôn hả? Không ngủ đâu. Trời ơi, sao không chịu ngủ đi bởi ấm nhôm à. Hôm đó đi nào ra, đồ má nói chuyện hôm sáng đi. Thích giữ chồng mà, sợ chồng bà khác, có bà khác hay gì đây nè. Không bỏ đi thôi, mày bỏ đi tao coi cái gì quê liền này nè. Nó rồi đó. Về dẫn cho hà con nó hồi chồng lấy không. À, thức sáng liêm ôm chồng rồi. Hỏi gì ốm nè. Năm nay mình muốn cho hà bán khấu không?
Cái ông ta là về ngủ á, nó không được luôn nha. Cô đừng ngỡ này đó, chứ không tha đó, nó cứ khác. Dạ. Nó dài cho hết đâu. À, chị im sâu chắc nhẹ ký hơn chồng chị phải không? Dạ. Nhiêu ký? Mấy à? Ba mấy ký hả? Thì sao ẩm chồng nổi? Ẩm lên đây. Ẩm lên nổi nổi không? Nổi đâu? Không nổi là phải ẩm nổi ẩm vô phòng luôn phải không? Ẩm không nổi. Ăn nhiều nhiều vô đêm ngủ lại thức sáng đêm ôm hoài sao mà mập lên được? Lâu ngủ rồi nó còn hả? Ông hồi nãy ông mẹ có lo được mà đám có tôi bán thôi, họ có người nó được lo lo leo gạo không lo được coi là sao kém hết bạn không kém thì nó không vừa đâu vậy sao. Dạ nãy sao nãy? Dạ nãy sao nãy? Dữ lắm à. Sao vậy nhỏ con cho không thiền đâu phải không? Con ngủ rồi nè. Con ngủ mà lộn á, cái này cái mất nữa nè. Biết rồi. Rồi đó, rồi gãy răng luôn rồi. Trời ơi. Để bắt đây. Trời lộn á. Đây, tao ơi, rửa em té nó kìa. Rửa em, rửa em. Cái này, rửa đi. Không mày, không có đây đâu. Sao, tao không có giỏi mày đâu, Rồi anh Minh Lâm gần đi làm chưa? Chưa, tới 6 giờ. Ủa, 6 giờ luôn hả? Sớm nè. Ừ. Nói rồi, đó tao không qua rồi, bị gặp bên ai. Sao quýnh cái đầu vậy? Chẹp phải tôi nói cái đầu không phải là quýnh. Quýnh luôn à? Trí. Cái đầu nó đã thờ ca rồi mẹ. Mẹ nói sao? Quýnh nó vậy? Quá hung rồi. Ờ. Quá hung rồi. Hôn mới là ăn lại. Hung quá hung rồi. Ủa, vẽ lại. Ở ngoài không chưa hung, hung như nhà không. Không biết là gì. Có ngày hiếp chồng hoài. Dạ. Rồi xỉu rồi. Rồi ông xỉu rồi kìa, Kìa ông le lử ông xỉu rồi kìa. Rồi ông le lử luôn rồi kìa. Đừng khớp đầu. Nói sao? Nói sao? Sao rồi? Con ra lấy lộ lắm cũng được mà. Cái lộ mà. Rồi sao? Sao rồi sao? Bây giờ không? Bây giờ sao dữ chén rồi? Phải lắm. Mẹ ăn. Tụi nó rồi đó, mẹ ăn. Rồi, cái gì nữa ăn. Sập vườn nha. Rồi. Rồi, tới công chuyện luôn rồi, Tới công chuyện với chị Phụng luôn rồi. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. Ủa má, hồi đêm có dày lụ má, con thương lắm. Ta gấp được không? Chỗ người ta xin thì ta cho, ta coi ta xin. Ta nói mấy cậu, cậu cơn thú quýt. Ta, anh có thương mày. Thế vậy ơi. Dạ. Anh Lâm á, phải lấy thuốc rồi. Kinh ngâm gói thuốc kê. Không hả? Thôi chút nữa mua cho anh cái thuốc. Cũng ghét á. Ừ. Trời ơi quá trời cưng chồng á, lo cho chồng cái dữ nha. Bò lộ má quýnh luôn luôn á. Trời ơi hung cái mùi mặn ghê không. Ê, em đến quanh đúng không? Thám khảo quanh đúng không? Em để em đưa vô cho, cứ hỏi em á, em luôn cho. Cám bảy ơi. Có rồi. Cô có đạt nữa không? Được, cô có đạt rồi. Nè. Bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo.
Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.